Xin chào các bạn ở trên tay của mình đang là một cái chiếc vòng đeo thông minh Nó có tên là Braze frame pen nghĩa là nó sẽ dùng để đeo lên đầu của chúng ta và mục đích của nó nó được sóng não phát ra âm thanh dẫn truyền qua xương để cải thiện giấc ngủ cũng như là theo dõi sức khỏe của chúng ta à, trước khi đi vào cụ thể những cái tính năng mà cái này nó có thể làm được cái gì đó, thì mình sẽ chia sẻ với các bạn hai thông tin ngoài lề nó có phần hơi thú vị một chút xíu thứ nhất cái đơn vị sản xuất ra cái vòng này đến từ việt nam họ là một cái đội ngũ được dẫn đầu bởi giáo sư vũ ngọc tâm thì trước ảnh đã từng làm việc tại đại học oxford thông tin thú vị thứ hai ở làm ở trong cái triển lãm CS 2023 vừa qua mà tinh tế bọn mình có tham dự cũng đã bắt gặp chiếc vòng này ở cái gian hàng họ trưng bày nhưng mà không có quá nhiều thời gian để có thể trải nghiệm cụ thể nó nhưng mà khi mà mình quay trở về Việt Nam rồi thì mình mới tìm hiểu được thông tin và nhận thấy là cái vòng này nó nhận được cái giải thưởng CS Innovation Award về hạng mục thiết bị đeo thông minh và may mắn là bọn mình đã mượn được cái vòng này để trên tay thử xem nó như thế nào tiếp theo mình sẽ nói về những cái tính năng của nó đi ha cái vòng này được trang bị những cái điện cực nó đo được cái sóng não của chúng ta và nó cũng có cảm biến quang học để đo được nhịp tim theo dõi những cái thông tin liên quan đến sức khỏe và nếu biết là khi mà não của chúng ta hoạt động những cái tế bào nó liên lạc với nhau thì nó sẽ tạo ra uh, tín hiệu điện chúng ta có thể theo dõi nó được thông qua cái dạng sóng những cái cảm biến này có trách nhiệm đo đạt được những cái sóng đó bên cạnh đó khi mà chúng ta đeo cái này trên đầu thì nó cũng có những cái cảm biến phát hiện được sự thay đổi của những cái búi cơ ở trên mặt từ đó theo dõi được cái trạng thái trong quá trình chúng ta ngủ với những cái thông tin thu thập được từ những cái cảm biến này à, nó sẽ trải qua những cái thuật toán mình tìm hiểu được họ phát triển ra khoảng 30 cái thuật toán khác nhau từ cái dữ liệu đầu vào này sẽ đưa ra nội dung liên quan đến âm thanh nó sẽ có một cái thư viện âm thanh bao gồm những cái bài nhạc đã được minh chứng là sẽ mang lại hữu ích trong quá trình mà chúng ta làm việc hay là đi vào giấc ngủ dễ hơn cũng có những cái âm thanh như là môi trường tiếng mưa rơi tiếng giấy kêu hay gì đó khi mà mình đeo vào cái hệ thống âm thanh dẫn truyền qua xương nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn thư giãn hơn với khả năng này nó sẽ phục vụ cho những cái mục đích ví dụ như là bạn muốn có một cái giấc ngủ trưa rất là nhanh cái này cũng sẽ có cái chế độ để hỗ trợ cái điều đó chúng ta muốn đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn thì nó cũng sẽ có cái chế độ thực hiện được cái mong muốn đó và cái nữa là nó sẽ giúp cho chúng ta tập trung hơn khi mà chúng ta đi vào một cái chế độ tập trung á lúc này sẽ đo được cái trạng thái tập trung của chúng ta thế nào trong quá trình làm việc nó có những biểu đồ để chúng ta theo dõi là chúng ta đã bị mất tập trung hay là tập trung như thế nào ngoài cái việc mà theo dõi những cái thông tin liên quan đến sóng não và đưa ra những âm thanh để giúp dễ đi ngủ hơn hay là tập trung hơn. Với những cái cảm biến đo được cái nhịp tim thì nó còn giúp theo dõi được chất lượng của giấc ngủ cũng như là sức khỏe tình trạng đang như thế nào. Và dựa vào những cái thông tin đó chúng ta có thể chia sẻ nó với bác sĩ hay là ai đó những người có chuyên môn để họ có thể nắm bắt được cái tình hình của chúng ta và dễ dàng đưa ra những cái chẩn đoán sau đó nếu có để có thể sử dụng được cái vòng này thì anh em cần phải kết nối với một cái app thông qua bluetooth từ cái app đó dành cho cả android và ios luôn nó sẽ theo dõi được những cái thông tin mà nãy mình vừa nêu Nói về mặt ngoại hình đi, sản phẩm này trên tay chưa phải là phiên bản thương mại Nó chỉ là một trong những cái mẫu thử đầu tiên trong quá trình phát triển thôi Và đây là cái hoàn thiện nhất tính tới thời điểm hiện đại à, Sau này khi mà nó được bán ra thị trường thì có thể nó sẽ được làm tốt hơn, đẹp hơn về mặt vật liệu thì công ty sản xuất này họ cho biết đã sử dụng sợi nano carbon cũng như cao su dẫn điện để giúp thu được những cái tín hiệu đầu vào đó cũng như khi mà chúng ta đeo lên trán trong quá trình ngủ thì nó thoải mái dễ chịu chứ không có cảm giác nó quá nặng nề Nên em nhìn thấy là mình sẽ có một cái vòng như thế này và bên ngoài được bọc da phía ngay chính diện những cái nút bấm này để mở nguồn cũng như là kết nối điện thoại của chúng ta còn ở bên trong sẽ được trang bị những cái điện cực, những cái cảm biến và hai cái phần à, à, lông lông này, giống như là cái bàn chải vậy đó thì nó sẽ giúp bám vào khải dương của chúng ta tốt hơn Nó có cái phần dây rút này để khít vào cái đầu, cảm giác cũng rất là chắc chắn mà nó cũng nhẹ chứ không quá nặng nè Phía bên dưới này thì nó còn có thêm một cổng USB-C để chúng ta có thể sạc pin Thì đó cũng là những cái thông tin mà mình muốn uh, chia sẻ với các bạn về những cái tính năng mà chiếc vòng này À, nó có thể thực hiện được cũng như là chia sẻ nhanh về cái phần ngoại hình của nó sẽ nó như thế nào về những cái tính năng của nó và cái công dụng thật sự rõ ràng nó cần phải trải qua một quá trình dài sử dụng và trên một cái mẫu rõ lớn mới đánh giá được mức độ hiệu quả của nó như thế nào à, tuy nhiên cái đơn vị phát triển họ cho biết là họ đã nhận được 15 bằng sáng chế khác nhau để phát triển nó trong vòng hơn 10 năm qua và họ cũng đã tiến hành những thử nghiệm trong nhóm người và cho thấy là có hữu ích phần nào đó trong cái việc mà cải thiện giấc ngủ À, đi vào giấc ngủ dễ hơn và làm cho những người đó cảm thấy tập trung hơn. Anh em nghĩ sao về cái sản phẩm này thì để lại bình luận ở dưới. Bây giờ thì xin chào và cảm ơn. Mình là Minh Trí rồi đây trên tinh tế.vn